Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp. Trong đó, việc khai báo y tế không trung thực của người dân chính là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Theo quy định của pháp luật, những trường hợp không chấp hành quy định trong phòng chống dịch bệnh khiến cho dịch bệnh lây lan sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Điền đầy đủ thông tin, chính xác thông tin vào tờ khai y tế, đi qua khu vực kiểm tra thân nhiệt là những việc mà bất cứ hành khách nào cũng phải thực hiện khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Trường hợp điền thiếu thông tin sẽ được nhân viên y tế nhắc nhở bổ sung đầy đủ. Sau khi có xác nhận của kiểm dịch viên y tế, hành khách mới được làm thủ tục nhập cảnh, quá cảnh. Yêu cầu khai báo y tế đối với hành khách được cảng hàng không quốc tế Cam Ranh kiểm soát rất chặt chẽ. Các khách nhập cảnh vào Việt Nam thì trong tờ khai báo này đã thể hiện những nội dung liên quan đến cái việc tiền sử 14 ngày trước đó, khách này đi đâu, có qua vùng dịch không, họ có bị sốt, bị ho, bị khó thở gì không. Khi mà họ thông qua được cái tờ khai báo này thì họ phải thông qua thêm một cái đoạn kiểm tra nữa là kiểm tra thân nhiệt và quan sát thể trạng. Nếu mà tất cả cái khoản này đều ok hết, bình thường hết thì họ sẽ đi vào trong cái khu của xuất nhập cảnh. Vì có những tờ khai báo thì cái địa chỉ nó không rõ ràng lắm thì kiểm y tế sẽ phối hợp với lại công an cửa khẩu để xác minh lại cái địa điểm này, coi cái địa điểm này có gần khu dịch tễ hay không. Nếu có thì chúng ta giữ lại và điều tra tiếp. Thì như vậy thì tất cả hành khách đều phải có trách nhiệm với bản thân mình trên tờ khai đó. Một số người chỉ vì sợ bị cách ly nên đã không trung thực khai báo. Hậu quả của việc này là số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam đang gia tăng. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận hàng chục ca nhiễm COVID-19. Pháp luật Việt Nam đã có quy định xử phạt những trường hợp làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Và trong thời gian tới, việc xử phạt sẽ được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm để răn đe. Vì trốn khai báo hoặc trốn cách ly y tế v.v. là gây lan truyền bệnh, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 của Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó, nếu hành vi phạm tội dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc làm chết người thì mức hình phạt tù có thể đến 10 năm. Và nếu hành vi phạm tội dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc là làm chết hai người trở lên thì mức hình phạt tù có thể đến 12 năm. Nếu chưa đến mức xử lý hình sự thì người vi phạm có thể bị phạt hành chính trong lĩnh vực y tế theo điều 10 nghị định 176, mức phạt là từ 5 đến 10 triệu đồng. Chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm của mọi công dân, là biện pháp quan trọng để mỗi người tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và cộng đồng. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa, chủ động thực hiện tốt các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19, qua đó góp phần chung tay cùng xã hội ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.